Chiều ngày 19 tháng 8, Ủy ban nhân dân quận Kiến An tổ chức gắn biển các công trình chào mừng kỷ niệm 30 năm ngày thành lập quận, tới dự có các đồng chí lãnh đạo quận ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận. Hai công trình được gắn biển bao gồm trường tiểu học Lê Hồng Phong và trung tâm hội nghị của quận. Công trình xây dựng trường tiểu học Lê Hồng Phong gồm 3 giai đoạn đầu tư, được triển khai từ năm 2020 và hoàn thành vào tháng 8 năm 2024, tổng mức đầu tư gần 44,5 tỷ đồng. Quy mô xây dựng gồm hai dãy nhà lớp học 4 tầng và các hạng mục phụ trợ, lắp đặt thiết bị phục vụ công tác giảng dạy, bếp ăn, thang tải thực phẩm. Công trình được bàn giao đưa vào sử dụng, đáp ứng nhu cầu giảng dạy cũng như học tập của giáo viên và học sinh trường tiểu học Lê Hồng Phong. Trung tâm hội nghị quận được cải tạo từ khu vực nhà luyện tập và thi đấu thể thao của cơ quan quận ủy cũng đã hoàn thành, đi vào hoạt động với tổng mức đầu tư 9,6 tỷ đồng. Công trình góp phần đảm bảo cơ sở vật chất thực hiện các nhiệm vụ chính trị, văn hóa, xã hội của quận. Đồng thời cải thiện mỹ quan cơ quan quận ủy và trụ sở trung tâm chính trị, hành chính quận. Hai công trình được hoàn thành đúng dịp kỷ niệm 30 năm ngày thành lập quận càng trở nên có ý nghĩa, thể hiện nỗ lực xây dựng quận ngày càng hiện đại, văn minh, phát triển.